Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ đã đón những cơn mưa rào với lượng khá lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam đã hoạt động và đó cũng là dấu hiệu chính thức bắt đầu mùa mưa tại Nam Bộ. Thời tiết mùa mưa tại Nam Bộ có đặc trưng là trời nắng vào ban ngày với nhiệt độ lên tới 33-35 độ. Nhưng chiều tối lại đổ mưa rào kèm theo dông gió giật làm cho tiết trời ban đêm chuyển mát mẻ với nhiệt độ từ 24-27 độ. Nguyên nhân là bởi khối khí khô trên cao đã rút dần ra phía đông, tạo điều kiện cho đới gió Tây Nam thổi mạnh hơn ở mực bề mặt. Thêm vào đó là khối khí biển có xu hướng lấn về phía Tây, khiến cho mây đối lưu mọc nhiều hơn vào lúc chiều tối trên các khu vực này. Kết quả là mưa dông xảy ra rải rác, trong đó có những điểm lượng mưa khá lớn như Long Khánh Đồng Nai chiều qua là 68 mm. Mưa rơi vào giờ tan tầm nên đã cản trở giao thông trên nhiều tuyến đường và gây ra tình trạng úng cục bộ ở một số nơi. Tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, sau cơn mưa chiều qua, nước tràn lên miệng cống khiến cá trê theo đó lội lên cả mặt đường. Những cơn giông nhiệt thời điểm này cũng thường có gió mạnh, gây ra tình trạng tốc mái nhà, biển hiệu và gãy đổ cây, như là việc cây cổ thụ ở góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 1 bị gió quật bật gốc, đè bẹp 4 ô tô 7 chỗ vào chiều qua, khiến nhiều người hoảng sợ. Theo dự báo, mưa dông kèm gió giật sẽ còn tăng lên trong 3 ngày tới.